Đàn ông trung niên thích phụ nữ như thế nào? Tâm lý đàn ông trung niên khi yêu ra sao? Các bạn thân mến, người đàn ông khi bước vào giai đoạn tuổi trung niên thường rơi vào khủng hoảng, và người ta gọi đó chính là khủng hoảng giữa cuộc đời. Độ tuổi này người đàn ông trở nên chín chắn, trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng lại cũng có những rối loạn liên quan đến cảm xúc. Họ nhận thấy cuộc sống bắt đầu hơi có phần tẻ nhạt, không còn gì để cố gắng và có thể là không còn muốn cố gắng nữa. Chẳng hạn như là họ đã từng sống có mục đích, họ đặt ra biết bao nhiêu là hoài bão, bao nhiêu ước mơ của tuổi trẻ, nhưng cuối cùng cũng chẳng thực hiện được. Và có những người đã đạt được những thứ mà họ mong muốn, đã đặt ra, thế nên họ lại thấy mọi thứ quá bình ổn, chẳng có gì để phấn đấu nữa. Thế nên người ta mới nói rằng đàn ông tuổi đôi mươi có thể nông nổi, trẻ trung và mơ mộng, nhưng đến ở tuổi trung niên, con người ta dường như già đi trong suy nghĩ. Bạn có thể nhận thấy điều này trong gu lựa chọn bạn đời, bạn tình của người đàn ông trung niên. Phụ nữ có sức hấp dẫn với đàn ông trung niên là mẫu người như thế nào? Tâm lý của người đàn ông trung niên ra sao? Xin phép được cùng với các bạn chia sẻ trong video ngày hôm nay. Bất kể người đàn ông nào cũng si mê sự trẻ, sự đẹp của người con gái, thì những thân hình nóng bỏng của những cô gái trẻ trung không thể đọ lại với vẻ đẹp trong tính cách của những người phụ nữ mà người đàn ông trung niên mê mẩn. Đầu tiên phải kể đến là mẫu người phụ nữ chững chạc, hợp tính và biết thấu hiểu người đàn ông. Sự lựa chọn đối tượng để yêu đương của người đàn ông trung niên có nhiều sự thay đổi trong giai đoạn này. Họ mở màn định hình được gu phụ nữ của mình. Con mắt nhìn người của người đàn ông cũng đúng chuẩn hơn, nên chắc rằng họ sẽ dễ tìm được đối tượng mình yêu thích. Đa số phái mạnh ở tuổi trưởng thành cho rằng hẹn hò với một cô nàng chín chắn, một cô nàng chững chạc và hợp tính sẽ là những điều tuyệt vời. Tuy họ vẫn yêu bằng mắt, thế nhưng cũng đã đặt nặng tính cách, tâm hồn và nội hàm của người phụ nữ lên trên. Những cô nàng trẻ con, bướng bỉnh, thiếu kinh nghiệm sẽ không còn là hình mẫu lý tưởng của người đàn ông trong lứa tuổi này. Họ cho rằng có lẽ họ sẽ rất căng thẳng và mất nhiều nguồn năng lượng khi yêu một cô gái chưa trưởng thành. Đặc biệt ở lứa tuổi này, người đàn ông đang rất cần tìm kiếm một người phụ nữ yêu thương, phù hợp với tính cách của mình nữa. Do đó, mẫu phụ nữ trưởng thành, tri thức và tâm lý sẽ là những đối tượng mà dễ lôi cuốn được người đàn ông trong lứa tuổi này. Người đàn ông trung niên họ không còn sống xô bồ, không còn tâm trí để theo đuổi một tình yêu mộng mơ, chiều chuộng những cô gái đang tuổi mới lớn. Điều mà họ cần là người phụ nữ chính là sự thấu hiểu, biết lắng nghe, biết chia sẻ những nỗi buồn, những niềm vui trong cuộc sống của họ. Người đàn ông vào độ tuổi trung niên, họ hy vọng người phụ nữ sẽ làm được nhiều điều cho họ, như là biết chăm lo, biết chu toàn, biết quan tâm, biết chăm sóc một cách chu đáo và nhẹ nhàng. Đến thời điểm hiện tại, họ cảm thấy ngán ngẩm và mệt mỏi với cái kiểu phải chạy đua chiều chuộng những cô gái trẻ kia. Ngoài ra, người phụ nữ ấy cần phải biết chia sẻ, nói hết tâm tư với người đàn ông, để người đàn ông họ hiểu và họ cảm thấy rằng mình đang là một người được tin tưởng và mình quan trọng với cô ấy. Một người phụ nữ mang lại cho người đàn ông sự tin tưởng cũng là một mẫu người phụ nữ người đàn ông tìm kiếm. Thật ra thì bất kể là đàn ông hay là đàn bà, điều mà người ta sợ nhất trong cuộc đời này chính là sự phản bội. Phản bội đến từ người thân, đến từ những người mà họ yêu thương nhất sẽ là những đòn chí mạng đối với bất cứ ai. Đàn ông sẽ yêu tha thiết và trân trọng những người phụ nữ chung thủy, trung thực với họ, mang lại cho họ cảm giác an toàn. Bởi vì người phụ nữ như vậy, đàn ông họ không cần phải lo lắng rằng mình sẽ bị tổn thương về mặt cảm xúc, hay là bị kiểm soát, bị bắt nạt hay bị bỏ rơi trong mọi hoàn cảnh. Ở bên những người phụ nữ như thế này, đàn ông họ được sống là chính mình, luôn có người đồng hành. Họ không cần phải dè chừng, hay cần có một khoảng thời gian, hay cần phải tốn công lao sức để đi kiểm soát một người phụ nữ khác nữa. Người phụ nữ thân thiện toát lên được sự lịch thiệp, nhã nhặn và phúc hậu. Chúng ta thường thấy gu những cô gái xinh của người đàn ông trung niên không phải là những cô gái có gương mặt vi lai hay khuôn mặt trái xoan, không phải là một làn da trắng nõn nà mơn mởn nữa, mà là những người phụ nữ có gương mặt tròn tròn, màu bĩnh, thân hình mũm mĩm, hơi đầy đặn một chút. Bởi vì bởi họ, những người phụ nữ này có tướng phúc hậu, ngoan hiền và đoan trang. Đặc biệt, người đàn ông trung niên thích người phụ nữ có đôi mắt biết cười, vì nó mang lại cảm giác ấm áp và thân thiện cho người đối diện. Bên cạnh đó,
phụ nữ thu hút được người đàn ông trung niên là những người phụ nữ có phong cách ăn mặc trang nhã, lịch sự, kín đáo nhưng vẫn thể hiện được sự duyên dáng, sự gợi cảm của mình, chứ không phải là chạy đua theo thời trang, mốt nọ mốt kia, hở trên vạt dưới và không phù hợp với tuổi tác của mình. Nếu như phụ nữ đề tham mái tóc dài và thẳng mượt thì càng gây được sự chú ý mạnh đối với người đàn ông, vì họ cho rằng đó mới là cái chuẩn đẹp của người phụ nữ đoan trang. Vậy thì tâm lý người đàn ông khi yêu là như thế nào? Người đàn ông trung niên khi yêu đều mong muốn có được sự ổn định. Có lẽ cũng vì vậy mà trong họ khá nhàm chán và ít nhiệt huyết hơn. Người đàn ông họ đã trải qua một phần cuộc đời sôi động, thăng trầm và đầy biến đổi. Họ bắt đầu nhìn thấy sự quan trọng của tính cách ổn định trong tình yêu. Đương nhiên đàn ông tuổi này thường đã chuẩn bị tâm lý lập gia đình nên sẽ khá nghiêm túc trong tình yêu. Đàn ông không còn thích một tình yêu ồn ào, sáng nắng chiều mưa hay là một cô gái hay giận dỗi. Hai người yêu nhau không cần thiết phải tung hê, phải loan báo cho tất cả đều biết, phải chứng minh cho cả thế giới thấy được tình yêu cuồng nhiệt và si mê của mình. Đàn ông trưởng thành chỉ thích một người phụ nữ có thể cùng họ im lặng thưởng trà và đọc sách. Hai người có thể thẳng thắn chia sẻ mọi điều cùng với nhau và cũng có thể bình tĩnh giải quyết các xung đột. Các mối quan hệ yêu đương còn xuất phát từ việc tìm hiểu vững chãi chứ không phải là một thứ cảm xúc bồng bột nhất thời. Sự ổn định biểu lộ rõ ràng từ hình thức, hành động cho đến suy nghĩ và nội tâm của người đàn ông. Điều này cũng ảnh hưởng đến việc họ tìm đối tượng như thế nào để hẹn hò. Mặc dù tình yêu của họ có chút nhạt nhòa nhưng lại đem đến một cảm giác bình yên, giống như trong vòng tay cùng người đàn ông trưởng thành. Sóng gió và bão tố sẽ không thể chạm được đến bạn. Đàn ông lứa tuổi này họ cũng xem xét bối cảnh đôi bên nhiều hơn khi yêu. Khi còn trẻ thì nhiều anh chàng thường chỉ chọn yêu đương bằng con tim hơn là lựa chọn theo lý trí. Những chàng trai trẻ chạy theo những cung bậc cảm xúc cuồng nhiệt mà tình yêu đem lại. Họ có thể chấp nhận tất cả chỉ được ở bên cạnh người phụ nữ mình yêu, dù cả hai có nhiều rào cản về hoàn cảnh, thân phận, tuổi tác và tính cách. Các chàng trai cho rằng tình cảm là thứ quan trọng và có thể thay đổi được mọi thứ. Vì vậy họ đâm đầu yêu đương rồi nhận về nhiều vết thương và xây xước. Nhưng mà sau khi đã trải qua những kinh nghiệm đau thương, tâm lý đàn ông trung niên khi yêu trưởng thành hơn rất nhiều. Họ không còn để cảm xúc bị con tim nấn nướt nữa. Đàn ông cũng khống chế và kiểm soát mọi thứ tốt hơn, kể cả là về cảm xúc, về tâm tư và về tình cảm. Họ dành thời gian để xem xét sâu hơn về hoàn cảnh đôi bên. Họ yêu một cách thực tế chứ không còn mù quáng. Vì vậy tình yêu ở giai đoạn này của nam giới thường có yếu tố môn đăng hộ đối. Sự lựa chọn cẩn thận giúp họ tránh được những kết cục đổ vỡ khi hẹn hò. Nét tâm lý thứ ba của người đàn ông khi yêu lứa tuổi này có lẽ không thể nào không nhắc đến, đó chính là sự trách nhiệm. Khác với những chàng trai trẻ tuổi chỉ có thích ba hoa chích chòe, nói nhiều hơn làm, người đàn ông trưởng thành luôn là những người có trách nhiệm trong tình yêu. Có lẽ khi trẻ tuổi ai cũng có tính cách bốc đồng, tự do và thiếu kinh nghiệm. Cũng chính vì vậy khi bước vào mối quan hệ yêu đương thì họ lại không thể nào có trách nhiệm một cách hoàn chỉnh được. Họ cũng không ý thức được tầm quan trọng của việc chịu trách nhiệm là như thế nào. Đó là một lý do rất lớn khiến nhiều cô gái chọn buông bỏ tình yêu. Ngược lại, những người đàn ông trung niên thì lại là những người có khả năng chịu trách nhiệm rất tốt. Bản chất của mối quan hệ tìm hiểu trong độ tuổi này là đi đến hôn nhân. Đàn ông đã biết họ cần làm gì và phải làm gì để duy trì một tình yêu bền vững. Họ cũng không để người phụ nữ bên cạnh cảm thấy lo lắng vì thiếu đi sự chín chắn của mình. Đây là một ưu điểm nổi trội khi hẹn hò và yêu đương với một người đàn ông trưởng thành. Đàn ông tuổi này họ cũng thích làm hơn là thích nói. Đàn ông trưởng thành đã thôi nói những lời hoa mỹ, sáo rỗng và màu mè trong tình yêu. Đây là điều mà tôi nghĩ chúng ta dễ dàng nhận ra của những người đàn ông trong lứa tuổi này. Họ sẽ đem đến cho người yêu chiếc áo ấm thay vì nhắc cô ấy phải mặc ấm. Họ sẽ đem đến cháo và thuốc thay vì chỉ nhắn tin hỏi thăm sức khỏe và nói em ngủ sớm đi cho khỏi mệt. Họ sẽ không hứa hẹn một ngôi nhà hạnh phúc mà họ chỉ đang cố gắng nỗ lực từng ngày từng giờ để chứng minh mình có khả năng làm được điều ấy. Đàn ông trung niên dường như đã được thời gian tôi luyện thành bản tính như vậy. Họ sẽ hành động để cảm hóa người yêu, cảm hóa đối tượng hơn là chỉ xây dựng tình yêu bằng những lời hứa hẹn và những lời dặn dò sáo rỗng. Đàn ông lứa tuổi này khi yêu cũng thích sự đơn giản. Tình yêu trẻ tuổi cho ta thấy sự rực rỡ, tươi tắn và sinh động. Họ thích các chuyến đi phượt đầy thử thách, những bức ảnh đăng lên đầy yêu đương trên mạng xã hội, cãi vã ầm ĩ rồi lại yêu thương nồng nàn. Tình yêu của người đàn ông trung niên dường như mất hút vào thế giới.
Họ yêu đương bình lặng và đơn giản đến mức nhàm chán. Họ thích nấu ăn tại nhà hơn là tiệc tùng quán xá. Họ thích những món quà nhỏ hơn là một sự khoe mẽ vật chất. Tình yêu đơn giản của họ trông có vẻ bình thường nhưng lại bền bỉ và sâu sắc. Đây sẽ là một tình yêu đem lại sự lâu dài vững chắc. Và tôi nghĩ rằng nếu như bạn yêu những người đàn ông trẻ tuổi sẽ không dễ mà có được điều này. Và điều cuối cùng cũng là điều quan trọng trong nét tâm lý của người đàn ông trung niên khi yêu mà một người phụ nữ nên thấu hiểu, đó chính là họ rất quan trọng việc chăn gối vợ chồng. Tình dục là một phần không thể thiếu trong đời sống của bất cứ ai, và người đàn ông cũng như vậy. Họ thẳng thắn nhìn vào vấn đề này. Tình dục đối với các chàng trai trẻ chỉ là một sự tò mò, thích thú, khám phá. Nhưng đối với người đàn ông trung niên thì tình dục lại là một yếu tố để xây dựng mối quan hệ yêu đương một cách chính thức và bền chặt. Đàn ông trưởng thành hiểu rằng đời sống tình dục ảnh hưởng quan trọng trong hôn nhân. Vì vậy họ luôn ưu tiên tìm kiếm một người phụ nữ hòa hợp và có thể đáp ứng tốt về những nhu cầu này. Họ không hoa mỹ, họ cũng không quá tò mò. Thế nhưng những nhu cầu nào mà họ cần thiết thì họ nhìn thẳng vào vấn đề, và họ cần người bạn đời của họ đáp ứng được những nhu cầu ấy, chứ không trốn tránh, không loại bỏ những phần rất con người, rất cơ bản trong nhu cầu của một người đàn ông. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng tôi đã chia sẻ với các bạn những mẫu phụ nữ mà khiến cho người đàn ông trung niên say mê, cũng như tâm lý của đàn ông lứa tuổi này khi yêu. Đàn ông trung niên thường được biết đến với tính cách trưởng thành và điềm đạm. Tình yêu của họ cũng sẽ có nhiều điều khác biệt đối với những chàng trai trẻ. Biết được tâm lý người đàn ông trung niên cũng màu sắc, cũng thi vị và cũng vô cùng chân thành như vậy, thì tôi hy vọng rằng các bạn cũng đã có thể hiểu hơn về người đàn ông trong lứa tuổi này. Yêu một người đàn ông trưởng thành không phải là quá nhàm chán. Và liệu rằng với những nét tâm lý như thế này, bạn có sẵn sàng để tìm hiểu một người đàn ông như vậy hay không? Dù lứa tuổi này các anh đã đi qua lứa tuổi nồng nhiệt, nhưng vẫn sẽ khiến cho người phụ nữ phải loạn nhịp, ngu nhớ, khôn nguôi. Và hy vọng rằng với những chia sẻ này đã giúp cho các bạn hiểu hơn và yêu thương hơn người đàn ông đang ở bên cạnh mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe. Kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe 7 bí mật thú vị về phụ nữ mà đàn ông chưa bao giờ được biết. Các nhà tâm lý học, khoa học không ngừng tìm hiểu về suy nghĩ, khả năng đặc biệt của phái đẹp. Dưới đây là một vài trong những phát hiện của họ. Đảm bảo là bạn sẽ rất bất ngờ về những bí mật này của phụ nữ, sẽ há hốc miệng khi nghe cho mà xem. Thứ nhất, nữ giới muốn sống lâu thì nên mặc quần áo ít vải thôi. Nghiên cứu kéo dài 10 năm của một nhà nhân loại học người Anh đã chỉ ra, nữ giới mặc càng ít quần áo thì họ càng có khả năng sống thọ hơn, và con số này có thể đạt tới 20 năm. Để đưa ra kết luận này, nhà nghiên cứu đã tiến hành trên 5.000 nữ giới. Một vài giả thuyết được đưa ra để lý giải mối quan hệ này. Đó là những chất hóa học còn sót lại quần áo sau khi giặt sẽ có phản ứng với mồ hôi. Phản ứng này tạo ra chất có hại, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Thứ hai, thị lực ở nữ giới kém hơn nam giới. Có khá nhiều yếu tố dẫn đến việc thị lực của nữ giới kém hơn. Đó là bởi nữ giới thường sống lâu hơn và các bệnh về mắt khi về già sẽ xuất hiện nhiều hơn. Bên cạnh đó, giới chuyên gia cũng chỉ ra do hormone nên phái đẹp dễ mắc các bệnh về mắt. Ví dụ như khô mắt cao gấp 2-3 lần so với phái mạnh. Thứ ba, phụ nữ tóc càng suôn mượt chứng tỏ họ có khả năng sinh sản tốt. Sở dĩ các chuyên gia nói điều này đó là bởi tóc đẹp liên quan trực tiếp đến lượng estrogen trong máu, đóng vai trò lớn trong phát triển giới và khả năng sinh sản của người phụ nữ. Với người phương Tây, cô gái tóc vàng có tỷ lệ sinh cao hơn là tóc đen. Sau khi sinh con đầu, mái tóc vàng óng sẽ càng đậm hơn do lượng estrogen giảm. Thứ tư, phái đẹp thường thích màu hồng là do thừa kế từ tổ tiên. Phụ nữ thích màu hường không hiếm, và theo các nhà khoa học, đó là do họ kế thừa từ tổ tiên. Nữ giới xưa kia có nhiệm vụ thu lượm hoa quả, trái cây ăn được, và họ phải phân biệt giữa trái cây xanh, chín ở một khoảng cách xa xa. Do vậy mà họ nhận thức màu tốt hơn nam giới. Vì lẽ đó mà hiếm khi phụ nữ nào bị mù màu. Còn màu hồng, nữ giới xưa vẫn luôn cho rằng đó là một màu thể hiện sự nữ tính, bởi vậy mà họ luôn mê đắm màu này. Thứ năm,
mùi hương cơ thể của người yêu sẽ giúp phụ nữ trở nên bình tĩnh hơn. Giới khoa học Đại học Anh Columbia đã tiến hành nghiên cứu và phát hiện mùi của người yêu giúp giảm căng thẳng ở nữ giới. Nghiên cứu thực hiện với 96 cặp đôi. Nam giới sẽ được phát áo phông mới giặt và mặc nó hết một ngày. Sau đó, những chiếc áo phông đã được đưa ngẫu nhiên cho nữ giới mà không một lời giải thích nào. Kết quả là, nữ giới nhận được áo phông của người yêu sẽ cảm thấy bớt stress hơn trong suốt quá trình thí nghiệm. Ngược lại, nữ giới ngửi mùi cơ thể người lạ có lượng cortisol, hormone gây stress cao hơn, khiến họ mệt mỏi và bực bội hơn. Thứ 6, rửa bát, gấp quần áo giúp phụ nữ sống lâu hơn. Các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Buffalo ở bang New York, Mỹ đã tiến hành nghiên cứu với hơn 6.000 phụ nữ ở nước này để tìm hiểu về sự ảnh hưởng của các hoạt động đơn giản hàng ngày tới tuổi thọ của phụ nữ. Kết quả cho thấy, những người dành 30 phút mỗi ngày để làm công việc nhà như quét nhà, rửa bát, lau cửa sổ hay gấp quần áo có nguy cơ tử vong sớm giảm 12%. Trong khi đó, nguy cơ tử vong sớm giảm 39% ở những phụ nữ thực hiện các hoạt động từ trung bình tới nặng. Các hoạt động có tác dụng kéo dài tuổi thọ ở phụ nữ bao gồm chạy bộ hay đạp xe trong thời gian rảnh rỗi. Từ kết quả của cuộc nghiên cứu, các nhà khoa học đưa ra lời khuyên rằng mọi hoạt động, dù là nhỏ nhất, cũng có ảnh hưởng tích cực tới sức khỏe. Làm việc dù ít vẫn tốt hơn không làm gì, giáo sư Michael LaMonte, người đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy những hoạt động ở mức độ nhẹ cũng giúp ích cho sức khỏe. Trong khi nghiên cứu chỉ được thực hiện với phụ nữ, các nhà khoa học cho rằng những hoạt động vật lý như vậy cũng có thể tạo hiệu quả tương tự đối với đàn ông. Thứ 7, nữ giới khi nói chuyện sẽ trở nên vui vẻ hơn. Có một sự thật mà ít người biết, đó là phụ nữ nói nhiều gấp 3 lần nam giới. Họ nói trung bình 20.000 từ một ngày, trong khi con số này ở đàn ông chỉ khoảng 7.000 từ mà thôi. Đây không chỉ do sở thích tám chuyện, mà còn do niềm vui khi họ được nghe giọng nói của chính mình. Lúc thao thao bất tuyệt, bộ não của nữ giới với nhiều tế bào chịu trách nhiệm cho chức năng nói hơn. Hoạt động nói giúp giải phóng hormone, dẫn đến cảm giác vui vẻ, giống như một người hảo ngọt được ăn kẹo vậy. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian, đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.